Xin trân trọng kính chào quý mục sư, tất cả các con cái Chúa và tất cả những anh chị em có mặt ở đây ở trong buổi tối ngày hôm nay. Lòng tôi thật biết ơn Chúa và xúc động vô cùng khi buổi tối ngày hôm nay tôi được đến nơi đây để nói về tình yêu của Chúa, Ngài đã thay đổi cuộc đời của tôi. Nếu như quý vị nhìn tôi và hình ảnh của gia đình tôi thật hạnh phúc bây giờ, có lẽ quý vị không thể biết rằng tôi từng là một người nghiện ma túy hơn 15 năm. Tôi từng phải sống ở trong cảnh đau khổ, đen tối và tuyệt vọng. Và có những lúc tôi phải đối diện với sự chết. Nhưng thật cảm ơn Chúa. Lời Kinh Thánh chép rằng, nay tôi là người thể nào, ấy là ơn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của tôi. Tôi tên là Lê Minh Phương. Năm nay tôi 43 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Hà Nội, trong một gia đình. Ba mẹ tôi đều là cán bộ ở trong nhà nước. Nhưng mà từ rất sớm thì tôi đã từ bỏ cái học đường, từ bỏ những ước mơ hoài bão tốt đẹp mà cha mẹ dành cho mình để chọn lấy cho mình một cuộc đời khác. Lúc đầu chỉ là tụ tập, hút thuốc lá, nhậu nhẹt, bỏ học. Nhưng càng ngày tôi càng trượt dài ở trong tội lỗi. Tôi bắt đầu bỏ học để tụ tập thâu đêm ở những quán bar, những vũ trường ở ngoài thành phố Hà Nội. Để có tiền phục vụ cho những cuộc chơi thác loạn, tôi bỏ học, tôi và bạn bè tôi phải làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền. Tôi tham gia băng đảng, sẵn sàng ăn cắp, sẵn sàng lừa đảo, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để kiếm tiền, trả giá bất cứ điều gì để kiếm tiền ném vào trong những cuộc chơi thác loạn của mình. Chúng tôi nhận những hợp đồng đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, bắt những đứa trẻ bụi đời về, đánh đập chúng nó, bắt chúng nó phải đi ăn cắp để lấy tiền nộp cho tôi. Bắt những cô gái về, trả đạp lên thân thể của họ, bắt họ phải bán thân xác của mình, nộp tiền cho tôi để lấy tiền ném vào trong những cuộc chơi thác loạn, thâu đêm ở những quán bar, ở những vũ trường. Tôi sẵn sàng làm đổ máu bất cứ ai, sẵn sàng gây ra bất cứ điều gì miễn sao có tiền để cho mình, phục vụ cho những thỏa, cái cuộc vui của mình. Và trả giá cho những điều mà tôi gây ra. Gần 20 lần tôi phải vào những nhà tù, những trại tạm giam của công an ở ngoài thành phố Hà Nội. Sau những lần ra tù, mặc dù muốn thay đổi lắm, nhưng mà tôi không hề thay đổi, nhưng ngược lại tôi lại trở nên lao vào tội lỗi một cách tinh vi hơn, một cách cứng cỏi hơn, một cả một cấp độ cao hơn. Cho đến năm 1994, sau khi mọi thứ không đem lại thỏa mãn cho tôi, bạn tôi mới nói với tôi rằng hãy thử sử dụng ma túy. Tôi sử dụng ma túy và không cần suy nghĩ gì. Lúc đầu là thuốc phiện đen, sau đó là heroin. Và suốt 15 năm nghiện ma túy thì tôi đã sử dụng tất cả các loại ma túy có mặt ở tại Việt Nam. Tôi sử dụng ma túy mà không nghĩ rằng ma túy sẽ cướp đi tất cả mọi thứ trên cuộc đời của tôi. Sau đó dần dần thời gian trôi qua, tôi mới thấy ma túy hủy hoại đi sức khỏe của mình. Ma túy lấy đi nhân cách của mình. Ma túy lấy đi lòng yêu thương của tôi. Tôi sẵn sàng lừa đảo những người thân của mình, sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, bán rẻ lương tâm của mình để lấy một liều ma túy mà thôi. Ma túy làm cho tôi gầy gò, ốm yếu như một bóng ma, như một cái xác không hồn. Đi đâu tôi cũng gặp phải những ánh mắt khinh bỉ, xa lánh của những người hàng xóm và cả những người thân ở trong gia đình của tôi. Người mẹ của tôi, bà đau khổ lắm. Bà không còn nước mắt bởi vì đã khóc cho tôi quá nhiều sau những ngày tháng tôi đi tù. Mẹ tôi chỉ biết bán tất cả những đồ đạc ở trong nhà, vay mượn hàng xóm, vay mượn tiền bạc và đưa tôi đi những nơi, các trung tâm cai nghiện với hy vọng có thể giúp tôi quay trở lại một cuộc sống bình thường. Mẹ tôi nghe thấy nơi nào có chùa, có thầy bà, linh thiêng, mẹ tôi đều đưa tôi đến hết với hy vọng có thể giúp tôi làm lại cuộc đời. Nhưng mà tất cả những hy vọng, những nỗ lực của người mẹ một lần nữa lại trở thành tuyệt vọng khi trở về. Tôi lại lao vào tội lỗi, tôi lại lao vào ma túy. Ma túy như có một thứ quyền lực thật ghê gớm trói lấy cuộc đời của tôi. Tôi muốn tìm cách thoát ra nhưng mà tôi không thể nào thoát được. Càng vẫy vùng thì càng lún sâu ở trong ma túy. Cho đến năm 1998, sau một lần tôi ra tù,
Khi tôi cầm tờ giấy xét nghiệm máu ở trên tay thì tôi biết mình bị nhiễm căn bệnh HIV. Lúc đó tôi thực sự bàng hoàng và tuyệt vọng vô cùng. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của mình như vậy là hết. Cái chết sẽ đang đến với mình từng ngày từng giờ. Tôi lao vào ma túy, tôi lao vào tội lỗi, tôi lao vào tất cả những thú vui triệt dài ở trong những cơn phê ma túy triển miên để trả thù đời, để tìm quên đi cái chết đang đến với mình. Có nhiều lần đau khổ, nhiều lần tuyệt vọng. Tôi quá chán cuộc đời khốn khổ này. Tôi mua ma túy về, định trích cho mình quá liều với hy vọng có thể kết thúc khỏi cuộc đời khốn khổ này. Nhưng khi tỉnh dậy thì tôi thấy ai đó lại cứu tôi. Tôi lại tiếp tục sống những ngày tháng trong tội lỗi. Tôi lại tiếp tục sống trong những ngày tháng không có lối thoát. Sau đó ba mẹ tôi ly hôn. Sau nhiều năm tôi không trở về thăm bố tôi. Tôi trở về thăm bố tôi vào một chiều đông thật lạnh. Nhìn gương mặt già nua khắc khoải của ông, tôi thương ông lắm. Bởi vì ba tôi là một cán bộ ở trong nhà nước. Nhưng mà khi ai hỏi đến tôi thì ba tôi chỉ biết cúi đầu khóc, không dám trả lời. Tôi nhìn gương mặt đau khổ của ba tôi và tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để đem lại niềm vui cho cha của mình trong lúc tuổi già. Nhưng mà tôi không ngờ rằng đó là lần cuối cùng mà tôi gặp ông. Hôm đó ba tôi bị tai nạn và ông chết trên cánh tay của tôi và không kịp nói với tôi một lời nào. Tôi đau đớn vô cùng, ôm xác cha mình, vuốt mắt cho ông và tôi kêu lên tại sao cuộc đời của tôi lại khổ như thế này. Tôi nghĩ rằng nỗi đau đó có thể giúp tôi làm lại cuộc đời. Nhưng không, một lần nữa tội lỗi và ma túy lại trói chặt lấy cuộc đời của tôi. Tôi càng tìm cách thoát ra thì càng không có lối thoát. 8 lần nữa tôi bị bắt lên trung tâm cai nghiện. Và lần thứ 8 tôi được trả về một bệnh viện ở tại ngoại ô Hà Nội. Tôi được trả về với một thân thể suy kiệt, bị lao phổi, bị loét bao tử và bị HIV chuyển sang giai đoạn cuối. Tôi được trả về nơi đó để chờ chết. Tôi được trả về nơi đó để chuẩn bị những tháng ngày cuối đời cho cuộc đời của mình. Bác sĩ gọi mẹ tôi lên và nói với mẹ tôi rằng hãy chuẩn bị để làm đám tang cho tôi. Bà mẹ của tôi bà quá đau khổ và bà chỉ biết khóc và giao phó và cầu nguyện cho tôi. Có những ngày tôi chứng kiến ở tại nơi đó có 7-8 những người nghiện, những người bệnh như tôi, họ từ giã cuộc đời này ở trong sự buồn bã và không có một người thân nào bên cạnh họ. Và tôi cũng đang chuẩn bị để đón nhận cho mình một cái kết cục thê thảm như vậy. Nhưng thật cảm ơn Chúa, trong cái lúc đau khổ, đen tối và tuyệt vọng và tưởng chừng như không có lối thoát, thì tình yêu của Chúa đã đến trên cuộc đời của tôi. Một người bạn đến nói với tôi rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành bệnh tật và biến đổi cuộc đời của tôi. Lúc đó tôi không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng bởi vì quá tuyệt vọng, tôi quỳ gối xuống và mở lòng tin nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình. Và tôi nói rằng nếu như Ngài có thật, hãy thay đổi cuộc đời của con. Và thật cảm ơn Chúa. Như lời Kinh Thánh chép rằng, ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Chính cái lúc mà tôi bắt đầu tin nhận Chúa Giêsu thì đúng, đó là cái lúc mà cuộc đời của tôi bắt đầu được bước sang một trang mới hoàn toàn. Tôi được đưa vào trong thành phố Hồ Chí Minh để được cai nghiện, để được chăm sóc ở trong hội thánh của Chúa. Và Chúa bắt đầu thay đổi tôi từng ngày. Chúa giải phóng tôi ra khỏi cơn nghiện một cách kỳ diệu lạ lùng. Sau vài ngày tôi bắt đầu khỏe mạnh, tôi bắt đầu được phục hồi bởi sự cầu nguyện. Và tôi bắt đầu thấy rằng mình có hy vọng để được sống. Tôi lao vào học lời của Chúa, tôi lao vào cầu nguyện. Và tôi nói rằng xin hãy cứu cuộc đời của con. Con không muốn sống một cuộc đời tội lỗi như thế này nữa. Và Chúa vẫn tiếp tục thay đổi cuộc đời của tôi. Chúa biến đổi tôi. Chúa biến đổi tôi từ một con người cọc cằn, từ một con người ích kỷ, từ một con người không sống không có mục đích, từ một con người không biết yêu thương, từ một con người chỉ biết đánh đập người khác, trở thành một con người biết yêu thương, biết tha thứ, biết quan tâm đến người khác và sống có mục đích cho cuộc đời của mình. Sau đó Chúa chữa lành bệnh tật cho tôi. Chúa chữa lành cho tôi bệnh lao phổi. Chúa chữa lành cho tôi bệnh loét bao tử và nhiều thứ bệnh khác trên cuộc đời của tôi, điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Chúa giúp tôi bỏ được thuốc lá, bỏ được ma túy, bỏ được rượu bia và bỏ nhiều thứ xấu khác trên đời sống của tôi. Tôi thấy Chúa có thật và cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi được thay đổi và tôi lao vào học lời Chúa. Khi khỏe mạnh,
Tôi bắt đầu tham gia công tác xã hội ở tại cộng đồng thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ cho những người nghiện, những người nghiện ma túy, những người nhiễm HIV và những người sống trong tệ nạn xã hội. Có rất nhiều giấy khen, có rất nhiều những ghi nhận của chính quyền và những nỗ lực của tôi đóng góp cho những người nghiện ma túy. Năm 2011, tôi vinh dự được nhận bằng khen của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 60 thanh niên tiên tiến về những nỗ lực sống độc, sống đẹp, sống có ích và giúp đỡ cho những người khác. Tiếp tục năm 2013, tôi được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác nhiều năm giúp đỡ những người nghiện ma túy, những người nhiễm HIV và quản lý giúp đỡ họ tại cộng đồng. Rất nhiều báo, báo Đời Sống Pháp Luật, báo Tuổi Trẻ, báo Giáo Dục, đài truyền hình, chương trình Tỏa Sáng Giữa Đời Thường, đài phát thanh, họ cũng làm phim về cuộc đời của tôi được thay đổi khi tôi bắt đầu đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu và cuộc đời của mình. Bởi lòng biết ơn Chúa, tôi đã dâng mình để hầu việc Chúa và tốt nghiệp trường Kinh Thánh, và tôi đã trở thành người hầu việc Chúa. Trong lòng biết ơn Chúa và cứu mang cho những người nghiện ma túy thì tôi đã mở ra nhiều trung tâm cai nghiện ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại có 7 trung tâm ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và gần 200 học viên từ khắp mọi miền trên đất nước đang đến đây để học lời của Chúa, tin nhận Chúa và cuộc đời của họ đang được giải phóng khỏi ma túy, khỏi nghiện game, khỏi nghiện rượu và những tệ nạn xã hội khác giống như cuộc đời của tôi. Và không chỉ dừng tại đó, đây là những hình ảnh những học viên mà những con người chỉ biết đâm chém, chỉ biết sống ích kỷ, nhưng mà họ yêu thương khi đón nhận tình yêu của Chúa và cuộc đời của họ. Những học viên được thay đổi là những con người mà sống ở trong những tệ nạn xã hội và những giai đoạn cuối. Năm 2012, tôi lập gia đình với người vợ của tôi. Và vợ con của tôi ngày hôm nay cũng có mặt ở tại nơi đây, đang ngồi hàng ghế dưới kia. Và một lần nữa, phép lạ của Chúa lại đến trên cuộc đời của tôi khi con trai của tôi là cháu Phước Ân và con gái của tôi là cháu Phước Nguyên chào đời. Và cảm ơn Chúa, tất cả vợ con của tôi đều hoàn toàn khỏe mạnh, không hề lây nhiễm bệnh tật từ nơi tôi và không hề có sự can thiệp nào của y tế. Tất cả những bác sĩ họ làm việc với tôi, họ phải kinh ngạc và tin rằng đây là quyền năng của Chúa, phép lạ của Chúa làm trên cuộc đời của tôi. Cảm ơn Chúa, đúng lời Kinh Thánh chép rằng những ai ở trong Chúa cứu thế, nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Và câu Kinh Thánh này đã ứng nghiệm trên cuộc đời của tôi và hàng triệu những người đón nhận tình yêu của Chúa vào cuộc đời của họ. Cảm ơn Chúa, buổi tối ngày hôm nay tôi được phép để đến nơi đây nói về tình yêu của Chúa. Tôi biết rằng Chúa yêu tôi và yêu tất cả quý vị. Tôi ao ước rằng buổi tối ngày hôm nay những người nào chưa biết đến Chúa Giêsu, chưa đón nhận tình yêu của Chúa vào cuộc đời của mình, hãy đến với Chúa trong buổi tối ngày hôm nay. Tình yêu của Chúa sẽ tha thứ, sẽ chữa lành và sẽ thay đổi cuộc đời của quý vị, giống như thay đổi cuộc đời của tôi. Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội để tâm tình trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong thời giờ này, tôi xin kính mời quý vị cùng hòa lòng để lắng nghe một bài hát Ơn Chúa Muôn Đời. Bài hát này là một sáng tác của một học viên đang học tập và cai nghiện ở trong trung tâm cai nghiện Nisi. Cháu đã từng nghiện ma túy nhiều năm, từng mất hết tất cả mọi thứ, từng lang thang ăn xin ở ngoài đường. Nhưng mà Chúa đã thay đổi cuộc đời của cháu và bởi lòng biết ơn Chúa đã sáng tác một ca khúc này dâng lên cho Chúa. Có thể hát không hay, nhưng mà hát bằng cả tấm lòng để dâng lên cho Chúa. Xin quý vị cùng lắng nghe. Tìm con trong nơi tối tăm, giang đôi tay Chúa nâng quỳ, ngài chuộc con khỏi gông cùm mang.
con ra chi trước mặt ngài, lòng từ nhân Chúa vẫn xót thương. Ngôi thi ân Chúa gọi về, được lòng con cố vui sự sinh. Ngài đã cứu lấy con từ nơi sâu thẳm ô tội, Thầy Giê-xu đã xóa môi và tha bao nhiêu tội lỗi. Nguyện bước với Chúa thôi, từ đây đến hết cuộc đời, ơn Giê-xu chẳng đổi dài, Ngài yêu đến muôn ngàn đời. Thank you.